Ờ, mình uh, xin chào các bạn nha thì uh, trên màn hình các bạn thấy là uh, cái chai uh, luu chem thì mình có hứa với các bạn rồi là mình sẽ có làm cái video về uh, cái chai này <laughs> các bạn biết không Mà là hồi chiều này á mình lấy xe này ra mình lau chùi sạch sẽ với uh, vô thêm dưỡng sơn cho xe mình dự định là sáng mai Cần Thơ á, mình lên Cần Thơ vì uh, Yamaha có tổ chức cái uh, ngày hội à, uh, nhiều cái chương trình hạng mục lắm mình tính đi tham gia nhưng mà cuối cùng rồi ngày mai ấy, mình thực nhớ ra ngày mai là cái ngày mình phải đi uh, đóng tiền phạt cái hôm mà mình đi AB mà bị phạt tốc độ đó các bạn ngày mai thì người ta hẹn mình đi mình không muốn trễ ngày cho nên là thôi mình gác lại để sáng mai mình sẽ đi đóng phạt trước còn đi Cần Thơ mình phải bãi bỏ chứ đúng ra mình dự định rồi hết trơn rồi uh, ừ. bây giờ xoay lại vấn đề mà cái uh, lưu chem này đây là cái channel nano ha thì các bạn biết không hôm nay có một bạn lỡ lên ở bên lô chem này luôn á lô chem Việt Nam à, nhắn tin chính xác là comment vào cái video của mình là anh ơi à, cho xin số điện thoại của anh được không thì mình mới nhắn lại là thôi bạn cho mình số điện thoại đi mình không muốn công khai số điện thoại này lên mất công lắm thì bạn ấy đã cho số mình cho mình số điện thoại thì mình biết điều lắm cho thông xuôi phải không? là mình ngay lập tức mình xóa bỏ comment đó liền tại vì á, mình cũng biết là người ta không muốn lộ số điện thoại ra ngoài thiệt phức có ai không thì mình không biết nhưng mình thôi cứ là chắc chắn thì à, hai anh em mình mình với các bạn đó đã nói chuyện qua điện thoại về cái vấn đề mà cái chai này thì bạn ấy cũng đã có xem cái video mình chia sẻ về vấn đề chai lưu chem này và nếu hôm nay á tối nay thì các bạn coi cái lịch nè tối nay là thứ thứ sáu thì chắc lẽ video này sáng mai mình mới đăng quá tại vì mình đăng trễ thì lại nhiều người nói nói ra nói vào mình muốn sáng mai đăng thì uh, nếu như bạn có vào xem á thì bạn uh, vào comment xác nhận dùm là những gì mình sắp nói đây là có uh, chính xác hay không đôi khi á, mình uh, mình sẽ uh, quên hoặc là mình nói nó dư thừa cái gì đó mà nó không chính xác với những gì bạn đã nói với mình á thì xin bạn uh, đứng chính dùm thì uh, nói chung là bạn rất lịch sự Thì mình cũng vậy, mình cũng sẽ đối lại lịch sự với bạn Hai người nói chuyện với nhau rất là thẳng thắn và lịch sự Nó giống như là cái lúc trước mà mình đăng clip mà chiếc xe này bị lỗi mà mình nói chuyện với các bạn bên Yamaha vậy đó Thì uh, bây giờ mình sẽ tường thuật lại những gì mà bạn ấy nói với mình Tường thuật lại luôn nha Tại mình cũng chắc vấn bạn ấy mà Thì uh, mình hỏi luôn là bạn ấy có xem cái uh, clip đó À, có xem kỹ hay không và biết cái quá trình tại sao mà xảy ra cái vấn đề đó hay không thì bạn ấy là nó là có có à, thực ra mình nói thế này mình cũng đã mua hai chai này về và xài và mình đánh giá là nó ok nó ok chỉ khi xảy ra cái sự việc mình gặp cái bạn đó ở trên hồng đức á, thì bây giờ mà kể ra nó dài dòng lắm nhưng mà nào có theo dõi kênh mình á thì mình hy vọng là xem từ đầu tới cuối đi đừng xen ngang vì khi mà xen ngang nó rất dễ hiểu lầm dễ hiểu lầm đó các bạn mình mới nhắc lại thì um, bạn ấy nói thế này anh ơi là cái bây uh, giờ mình tự thực, thực lại nha cái lưu chem này có thể là do người sử dụng à, không đúng cách không đúng cách ở đây nghĩa là sao tức là khi các bạn muốn xài cái chai này à, cái chai nano này thì bắt buộc là phải xài luôn cái chai này à, không phải bắt buộc nhưng mà đúng ra là người ta khuyên nên xài chai này mà nó bắt buộc thì nó không đúng nên xài chai này để xúc rửa động cơ cho sạch và phải tuyệt đối xả sạch nhớt sạch nhớt nha cái nhất cũ sạch luôn vì bạn ấy chính miệng bạn nó nói luôn nếu như mà cái máy này các bạn xả không sạch mà cái nhớt cũ nó còn và khi các bạn châm một cái chai nhớt mới vào thì có thể và cộng thêm cái nano nữa thì nó có thể xảy ra phản ứng à, chính miệng bạn ấy nói với mình vậy nha cái này là bạn ấy nói nha chứ không phải là mình nói mình đã tường thuật lại thôi mình các bạn đợi mình xíu nha Không có đây rồi. Thôi để bữa khác đi. À là bạn ấy nói với mình vậy luôn đó. Là nếu như mà các bạn không xả sạch cái nhớt cũ đó ra. Thì khi mà chăm nhớt mới vào. Và cộng thêm cái chai này nữa. Là khả năng nó có xảy ra phản ứng. Vì à, mỗi một cái nhà sản xuất nhớt. Người ta sẽ bỏ một cái vụ da khác nhau. À, chính vì bạn ấy nói vậy nha. Thì cho nên. Khi mà sử dụng chai nano này thì tốt nhất là phải xả thiệt là sạch cái nhất cũ thiệt là sạch nha rồi khi đổ nhớt mới vào với cái này thì nó mới là không sao còn không nếu mà còn cặn là cái nhất cũ thì khả năng là có phản ứng xảy ra mình nói lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy để các bạn nghe rõ và hiểu những gì mình nói nha và đây là những gì bạn ấy nói với mình chứ không phải ý kiến của mình đâu rồi mình tiếp tục chất vấn máy nữa thì bạn ấy mới nói thế này là cái chai nano này à có đúng như là bên lu chem tuyên bố là sử dụng được cho bất kỳ dòng nhất nào tức là nó không có mà cử kiên nhất nào hết xài nhất nào cũng được thì bạn ấy nói đúng là cái chai này nó không cử kiêng bất kỳ nhất nào trừ nhất giả thôi chính miệng máy nói luôn nha à, miễn nhất xịn à, nhất không phải, không phải xịn hay không xịn mà là đừng có nhất giả thôi thì nó sẽ không cử bất cứ nhất nào chỉ có vấn đề là hai thằng nhớt này nó đụng nhau mà có thêm cái này thì khả năng phản ứng là có đó chính mấy máy còn nói như vậy mà rồi mình tiếp tục mình nói nữa thì uh, cái nhớt này nè như các bạn biết là bây giờ những dòng nhớt cao cấp bây giờ như Racing chẳng hạn như uh, phúc silin chẳng hạn thì người ta đã bỏ những cái phụ gia đặc biệt vào đó rồi như vậy thì có cần phải xài thêm cái này nữa hay không thì bạn ấy nói luôn là không cần không cần bỏ vào cũng được mà không cần cũng được bởi vì bản thân những cái nhất cao cấp bây giờ nó đã có sẵn phụ da mà những cái phụ da đó là nó tương đương với những cái này nó gần giống như vậy chứ không phải là nó là cái này nha mình nhắc lại thì những cái chai nhớt đó bản thân nó đã có những phụ da rồi thì mình không cần thiết phải bỏ cái này nữa chính bị bạn ấy nói nha và những chai này sẽ đổ vào những dòng nhớt nào những dòng nhớt à, thấp hơn một chút ví dụ như là bán tổng hợp thậm chí là những chai nhớt mà nó là nhớt khoáng đó thì thêm chai này vào thì nó sẽ có tác dụng rất là ok nhưng mà những dòng nhớt cao cấp bây giờ mình xin nhắc lại nha những dòng nhớt cao cấp bây giờ nó đã có sẵn phụ da trong đó rồi thì không cần thiết phải bỏ thêm cái này đó không cần thiết chứ không phải là không được bỏ nha các bạn nên nhớ kỹ từng lời từng chữ mình nói và đây là những gì bạn ấy chia sẻ chứ không phải là mình tự mình nói đâu đó Tại vì còn có vấn đề mà um, phản ứng hay không phản ứng á Mình cũng muốn bạn ấy là bây giờ bạn có một cái tài liệu nào Mình muốn bạn gửi cho mình Tại vì bây giờ nếu mà nói mà không có tài liệu á Thì nó khó lắm Bây giờ bạn ấy nói là bên Blue á Tại mình hỏi luôn là cái chai này nè Nó có gây trượt bố nội hay không tại vì theo mình tìm hiểu cũng như là có những bạn á, là gửi vào cho mình những tài liệu bạn nói là không nên xài chai này cho những dòng xe mà có à, nhớt à, có bộ nồi ướt ừ, tức là nằm trong nhớt vì nó có có khả năng là cái trượt bố nồi thời gian đầu thì chưa thấy nhưng mà thời gian sau dài thì khả năng này sẽ có à đó là những bạn ấy góp ý với mình nha có gửi trong cái comment mình luôn á mình có ghi bên trên á bạn nào theo dõi thì chắc lẽ biết thì mình mới hỏi cái vấn đề nè với cái bạn đó thì bạn ấy nói thế này là không anh ơi bên phiếu lưu chem á là nói là nó không bị ảnh hưởng đến cái bố nồi đâu vì nếu như ảnh hưởng á, thì ngay từ lúc đổ vô chai đầu tiên là nó đã ảnh hưởng rồi chứ không phải đợi xài lâu rồi mới bị thì mình mới hỏi ngược lại như vậy thì bạn có cái cơ sở gì để chắc chắn là nó không trượt bố nồi hay không ví dụ như là một cái hồ sơ một cái tài liệu nào đó để khẳng định là lưu chem nói là nó không gây ảnh hưởng đến cái bố nồi thì bạn ấy lại là không có đưa cho mình được cái tài liệu đó, thì bạn ấy chỉ nói là em á là phía bên luôn Việt Nam thì kiểu như là những lời bạn ấy nói là đã thay mặt luôn kem à, lên tiếng rồi và luôn có mua có mua bảo hiểm à, bảo hiểm như thế nào đó mình không gành nhưng mà bạn ấy nói với mình vậy đó thì nếu mà chẳng may một người dùng nào đó sử dụng chai luôn này mà nó gây ảnh hưởng đến cái máy mà khi luôn À làm rõ vấn đề là rõ ràng là do sản phẩm của họ làm cho hư cái máy của mình chẳng hạn thì bluechem sẽ hoàn toàn bồi thường thậm chí là bồi thường với một cái chi phí rất là cao à thì tập đoàn này là của Đức cái bluechem này là của Đức thì người ta làm việc rất là bài bản và có khoa học cho nên là cái vấn đề này bạn nói là bồi thường á thì mình chắc là có rồi thì bạn ấy đã dám mạnh, mạnh miệng nó như vậy luôn nếu như một bạn nào sử dụng chai bluechem này mà có gây lỗi thì cứ à, um, liên hệ với Bluechem Việt Nam để làm việc nếu như à, điều tra cặn kẽ nguồn à, ngọn ngành mà ra được là do cái trang này á thì Bluechem sẽ bồi thường tất cả chi phí cũng như là bồi thường rất là nhiều và thường kêu bằng cái giá cao luôn á cho những bạn mà bị cái vấn đề này cho nên là máy là khẳng định là không có chuyện trục bố nồi nhưng mà khi mình yêu cầu cái tài liệu thì bạn ấy là không đưa cho mình là không biết cái lý do là sao rồi à, hôm nay mình nói vấn đề này nè thì bạn ấy nói là do cái người dùng không biết à, cách sử dụng sử dụng không đúng cách thôi thì hôm nay mình chia sẻ vấn đề này đây là những gì bạn ấy nói với mình nha chứ không phải tự ý mình nói đâu thì nếu mà cái bạn mà xài xe mà hôm mình gặp trên hồng đức á nếu mà cũng trùng hợp mà xem video này thì á, mình xin nhắc bạn luôn là mình không phải đưa cái vấn đề này ra để mình uh, Nói với bạn là sử dụng không đúng cách đâu nha Đây chỉ là do bạn bên lui cho em nói thôi Chứ mà mình á Anh á Là anh cực kỳ thích em Cũng như là trân trọng em Tại vì anh biết em là một người yêu xe Và biết xài xe À yêu xe là một chuyện và biết xài xe là một chuyện nữa nha Thì ngay lần đầu gặp mặt thôi Nói chuyện cũng khá lâu Thì anh biết được em là xài xe kỹ lưỡng Tại vì em đã từng đi chiếc q 1 Winner đời đầu á mấy chục ngàn cây rồi mà máy móc vẫn ok không có hề gì thì chiếc Win anh nghĩ là vào tay em á em cũng sẽ xài rất ok cho nên là em đừng hiểu lầm là anh không phải mang cái này ra hôm nay nói em là sử dụng không đúng cách đâu nha cái này là do bên lưu em nói thôi còn sẵn anh hỏi luôn nếu mà em có xem á, thì cho anh ý kiến luôn là à, xong xin cho anh cái um, phần thông tin luôn là hôm gà xe em thế nào rồi anh cũng muốn quan tâm là em làm xe này thế nào rồi á còn bây giờ quay lại vấn đề này ha thì um, đó những gì mình nói lúc nãy á là nếu như mà bạn bên lưu á có vào xem thì đến chính giờ mình à, nếu mà mình có nói sai gì đó còn nếu mình có nói um, dư hay thiếu gì đó cũng xin góp ý cho mình luôn còn nãy giờ là mình đã tường thuật lại những gì mà anh em mình nói chuyện với nhau trong cái buổi trò chuyện đó thì các bạn thấy không rõ ràng là chính bạn đó cũng nói là những chai nhớt mới bây giờ nó cao cấp thì nó đã có sẵn những cái phụ gia thì chúng ta không cần thiết phải bỏ thêm này vào, à, chính máy nói vậy nha, không cần thiết chứ không phải là không được, à, nó khác nhau nha, không cần thiết và không được là nó khác nhau nhiều lắm. á thì bây giờ bạn nào muốn kỹ thì cứ xài là chuyện bình thường chứ không phải là chắc chắn là không được đâu, mà nó là không cần thiết thôi. chắc nãy giờ mình nói vấn đề này nhiều lần bạn nên các bạn lại nói mình là nhiều dài dòng nhưng mà mình muốn lọc đi lặp lại để các bạn thấy rõ ràng và hiểu rõ tường tận hơn những gì mình nói. Chứ nếu không á, nhiều bạn xem khúc đầu không xem khúc sau hoặc không xem khúc giữa bỏ thì lại không hiểu ý mình rồi lại nói mình là thế này thế nọ và cái bạn là bên lưu chem này á thì bạn ấy nói là lưu chem xâm nhập vào thị trường Việt Nam mình cũng lâu rồi mình không nhớ rõ là năm nào 2015 hay 2017 nhưng mà bạn nói là cũng có vài trường hợp là rắc rối với chai này tức là người dùng có vấn đề á nhưng mà sau đó nó được giải quyết ổn thỏa là giải thích rõ cho nguyên nhân là do người dùng sử dụng không hết cách đúng cách hay là thế nào đó nhưng mà có vài trường hợp thì nếu mà những bạn nào mà đang xài chai này thì nên cẩn thận là khi mình thay vào chai nhất mới á, thì phải xả cái nhấc cũ cho mình thiệt là sạch à, càng sạch càng tốt nha vì chính bạn này cũng nói luôn bạn không dám chắc chắn luôn mà Tại vì cái nhớt cũ nó còn lại Cái nhớt cũ là của hãng nào mình ví dụ thôi Mình ví dụ như là nó là một chai nhớt của Phúc Sikulin Đó mình xả ra Không hết nó còn là một chút ở chổng Rồi khi mình thay chai mới vào Mình ví dụ như là chai nhớt của Honda Hay là chai nhớt top 1 Hay là chai Sado Rồi khi mình thêm cái phụ da này vào Thì không chừng nó có phản ứng À chính miệng bạn nó nói vậy đó các bạn Như vậy thì mình mới hỏi là bây giờ á à anh thấy á, là mình cái video trước á, mình nói mình có khẳng định không không mình chỉ đưa ra cái nghi vấn thôi vì cái bạn này á, mình cũng vô tình là mình à, thật là trùng hợp luôn là mình gặp cái trên hồng đức á, thì bạn ấy chia sẻ mình vậy thôi cho nên là mình cũng đã hơi lo vấn đề này rồi mình mới chia sẻ với uh, rất nhiều bạn thì hôm nay mình hứa với bạn luôn là mình đã làm video này để mình đính chính nói rõ hơn nói chung là không phải đính chính và nói rõ về cái vấn đề này chút xíu như vậy là khả năng phản ứng nó vẫn có chứ không phải là không. Vì bản thân bạn này là uh, lưu trang Việt Nam á, mà cũng không có một cái khẳng định chắc chắn 100% được. Đó. Các bạn thấy không? Rồi có vấn đề mà trượt bố nồi á thì mình thấy là cái này nè uh, thường xuyên là sử dụng cho xe ô tô. Thì uh, bạn này cũng nói luôn là cái thị trường bên ô tô á, thì người ta sản xuất cái chai to hơn. Còn ở uh, ví dụ như Việt Nam mình nè, điển hình nè, thì người ta mới sản xuất những cái chai mà 50 ml thế này để sử dụng cho xe nhỏ chứ không phải là dùng cho xe ô tô không đâu anh ơi đó vẫn dùng cho xe nhỏ được thì cái bố nồi ướt vẫn được thì cái xe này cái bố nồi các bạn biết là nó đơn giản lắm nếu mà xe côn tự động á thì nó tới hai nồi là nồi trước nồi sau nếu các bạn đưa cái này vào nè là khả năng trượt càng cao hơn nữa cái nồi trước là cái nồi ba càng các bạn nó càng dễ trượt hơn nữa còn cái nồi sau á nó là cái lá bố lá phép lá thép á thì cái khả năng trượt là mình không biết là có hay không nhưng mà bạn ấy nó khẳng định là không có bên phiếu lưu trang bên đức á, người ta cũng có à, thông tin cho biết là không hề bị còn cái này nè mình không khẳng định nha là bị hay không mình cũng không khẳng định đâu ví dụ mà trượt bố nồi đó phải xài lâu dài mới biết vì đúng đã có bạn à, nhắn tin với mình cho mình luôn cái tài liệu là anh ơi không nên xài cái này nó trượt bố nồi gì đó như vậy thôi còn về chai này á thì mình không khẳng định là nó sẽ ảnh hưởng tới máy như thế nào đâu. Nhưng mà mình cũng không có khuyến khích các bạn dùng. Như mình đã nói rồi, cái chai Sado chẳng hạn bây giờ nó đã bỏ đầy đủ trong đó rồi. Thì không cần thiết phải thêm chai này nữa. Đó, nếu các bạn muốn thêm thì vẫn bình thường thôi. Nhưng mà mình thấy là nó sẽ dư, dư thừa ở trong đó. Tức là mình sẽ phí tốn một cái phí khá khá cho cái chai này vào trong khi nó không cần thiết thì cũng không đáng lắm nhất là những bạn mà sinh viên á còn đương nhiên những bạn nào muốn kỹ cho xe mình có thể là thêm vào là bình thường mình nó thêm vào mình chạy rồi nói chung là cũng ổn rất là tốt mình thêm vào mình cảm thấy là cái máy mình nó êm hơn có êm hơn cái cuộc nói chuyện mình với bạn nó dài lắm thì xung quanh xây xung quanh vấn đề là thôi mà mình chất vấn mà nó cũng nhiều và mình muốn một điều á là bạn ấy được thì cho mình xin cái tài liệu nó rõ ràng rành mạch à trong chai này nó có cái gì nó gồm có cái gì chống rồi nó sẽ làm việc như thế nào khi vào trong máy mình đó nó rồi nó có tác dụng phụ gì hay không và nó có tương tác với bất cứ kỳ cái nhớt nào đó hay không nhưng mà rất tiếc là không có cái tài liệu đó nếu có thì dễ quá mình sẽ hiểu rõ hơn chút xíu thì video này mình chỉ mới nói vấn đề dài dòng có nhiều đó thôi à, mình xin nhắc lại nha nãy giờ mình nói là những gì bạn ấy nói với mình như vậy đó chứ không phải ý kiến riêng của mình đâu thì các bạn đừng có cho là mình tự đặt điều hay là tự à uh, um... rồi uh, video thì chỉ vậy thôi ngày mai thì mình sẽ đi đóng phạt các bạn chứ không có điện thơ mình dự định đi rồi nhưng mà cuối cùng mình nhớ ra mình cầm cái tờ giấy ra thì nó, uh, bên giao thông đó, hẹn mình là ba tay hôm nay là hai tay rồi sáng mai đúng như bảy giờ gửi thì ba uh, tay có mặt ở đó để mình giải quyết theo như mình biết á, thì lỡ như có trễ một hai ngày chắc không sao đâu nhưng mà thôi mình thì mình muốn đúng ngày đúng giờ tại vì phía người ta đã hẹn như mình như vậy thì mình cứ đúng ngày đúng giờ mình đến đó mình làm việc cho nó xong với mình lấy cái bằng lái về cho nó thoải mái các bạn chứ bằng lái hiện giờ mình bị đang bị giữ á đó như vậy thôi ha còn về vấn đề này thì các bạn mình có các bạn hiểu rồi à, cũng đừng có hỏi mình thêm gì về vấn đề này nữa mình không muốn nói thêm nữa đâu nó phiền phức dữ lắm đụng chạm nhiều mà mình thì chẳng được lợi lộc gì cả đúng không rồi mình sẽ kết thúc video này luôn mình không biết là mình còn quên vấn đề gì hay không nữa à, còn một vấn đề nữa mà mình chỉ nói sơ thôi là tại sao mà nhất Honda người ta sử dụng là cái cấp nhớt là S, S nl mà không là SM và SN cái cái ABI đó các bạn. sô thì cũng nói rồi. Cái ABI á Thậm chí là nhớt Yamaha cũng vậy luôn Người ta chỉ sử dụng là nhớt SL thôi Cái phẩm cấp nhớt tới cỡ đó thôi Không hơn nữa Có lý do đó Nhưng mà thôi mình không muốn nói nhiều vào vấn đề đó Nó công lại hiểu lầm gì đó công Bây giờ mình xin phép kết thúc video đây luôn nha à, Xin chào các bạn